Được sự quan tâm và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau quá trình tích cực đàm phán, vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký thỏa thuận khung hợp đồng bán khí cho dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và liên danh giữa Marubeni Corporation và Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng. Theo thỏa thuận, các bên thống nhất nguyên tắc và điều khoản chính trong hợp đồng bán khí đầy đủ và làm cơ sở để thúc đẩy tiến độ đầu tư toàn bộ các dự án. Lô B nằm ở khu vực ngoài khơi phía Tây Nam Việt Nam. Toàn bộ nguồn khí lô B sẽ được vận chuyển bằng đường ống về khu vực quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, cung cấp khí cho các nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1, Ô Môn 2, Ô Môn 3 và Ô Môn 4. Dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 có quy mô công suất thiết kế khoảng 1.050 MW. Dự kiến, khi nhà máy đi vào hoạt động, sẽ tiêu thụ khoảng 1,35 tỷ mét khối khí một năm. Về tiến độ thực hiện dự án, nhà máy sẽ hoàn thành đầu tư và chính thức đưa vào vận hành thương mại năm 2026-2027, bảo đảm phù hợp với tiến độ chung của chuỗi dự án khí điện Lô B.